chắc. Bọt thấy cảm thấy chán quá chứ đúng không? Đã từ 6-7 triệu đấy. Nè, người thôi. Mẹ mày quá là mình dừng. Đáng chết. Thu tiền kia đã không anh? Có, em xin lỗi. Chị, xấu hổ quá. Alo. Cô đang ở làm không ạ? Ai nhỉ? À, để xem Quân nó có ở nhà không nhá. Bầu yếu Quân. Quân nó lên tó, không biết rồi bao giờ nó về, cô cần về ngay không? Cần thì gọi chú đạp chú nhá. Lên tó rồi. Ra nước ngoài đấy. Bay xa đấy. Bay xa tầm mới đấy. Mấy cây thôi chứ hả? Được. Tôi đi kiếm không? Năm cây ok. Như vậy thì thôi.
thì tóc sắc chưa chứ còn bây giờ ngay không làm kịp luôn. Thank you.